Ông ra cái vấn đề mà Obamacare thì đó là bây giờ đó ông không làm được giống như bác Cường đã lúc nãy nói rồi, có một cái vấn đề đơn giản ấy, nhưng mà nó mang cái sức khỏe của dân chúng ra để nó làm cái sự mặc cả giữa hai đảng với nhau. Bây giờ đó lại còn khổ cái nó tuần vừa rồi ông ký một cái gọi là special order, một cái sắc lệnh là không trợ cấp cho những người nghèo để mua cái, tức là những người hồi xưa đó có những cái chương trình trợ cấp cho những người nghèo để mua cái bảo hiểm Obama, thì bây giờ lại không được nữa. Thì bác thấy rằng cái đó nó có tàn nhẫn vô nhân đạo không? Thưa thì để nhìn nếu mà mình cứ xa vào những các cái biến chuyển nó nhỏ nhỏ thế này thì mình sợ rằng thì là mình trả lời nó không hết, phải không ạ? Thành ra đó bây giờ theo tôi thì bây giờ để tôi phân tích lại cái Obamacare, cái người ta tặng nó cái tên đó thôi chứ còn thì thực ra nó là chương trình bảo hiểm sức khỏe affordable, tức là có thể chịu đựng được, có thể mua được, đủ sức mua, vừa phải. Thế thì cái đó nó là cái gì? Ban nãy thì tôi cũng có hơi quá lời nói rằng thì là đầu cơ cái sức khỏe của quần chúng. Nhưng mà thực sự thì cái Obamacare đó là khi mà ông Obama đó là ông ấy thai nghén cái đó, nó từ bà Hillary cơ. Vâng. Đấy là cái nền tảng của Đảng Dân chủ. Hồi Đảng Dân chủ đó là bà Hillary là vợ của một tổng thống và cũng đã thiết tha đối với vấn đề sức khỏe của người dân, không ạ? Y tế của người dân. Thế nhưng mà mình mới biết rằng thì là cái lực lượng nó gọi là trì trệ đó, cái lực lượng mà nó không gọi nó là phản động nhưng mà thực sự ra nó là bàn tay của tư bản, thì cái bàn tay của tư bản thì nó gớm ghiếc lắm. Mình nhìn thấy là vừa rồi cái vụ mà nổ súng đó thì mình mới thấy rằng bây giờ lại còn la hoảng lên, ôi trời, cái hội súng này nó mạnh lắm. Thế thưa hội súng nó mạnh lắm, vậy thì có dân chủ không? Không ạ? Dân thì không muốn, dân thì không muốn được, muốn không cho mua bán súng. Nhưng mà đâu có được, bọn tư bản nó vẫn bán súng một cách rầm rộ lên, càng lên càng ngày càng nhiều hơn. Thành ra thưa, thế vậy thì khi mà ban hành cái Obamacare đó thì ông Obama ông ấy trước khi ban hành đó thì ông ấy đi qua thăm Mỹ, ông ấy lấy cái Mỹ làm gương. Một cái nước mà gọi là chậm tiến như nước Mỹ, ở bên cạnh nước Mỹ mà họ có cái bảo hiểm y tế toàn dân, mà nước Mỹ của chúng ta tự hào rằng một nước lớn mà không có nổi, cho nên ông ấy mới ra cái bảo hiểm y tế, Obama bảo hiểm y tế là vừa sức của người dân có thể chịu đựng được. Thế vậy thì thưa, nếu nhìn kỹ thì cái bảo hiểm nó là cái máu của nền tư bản Mỹ. Vâng. Và cái nhà đất đó nó là thịt của nền tư bản Mỹ. Cho nên ông Donald Trump mua cái đất này đất kia cái gì đó tất cả. Nhìn cái vấn đề đó từ xa mình nhìn thấy rằng đấy, không thể không có bảo hiểm. Bây giờ hàng ngày mà mình nhìn thấy con cháu của chúng ta lên đài nói, nghĩa là thở không còn thở nữa, tất cả chỉ là bán bảo hiểm, chỉ là bán hàng giả, chỉ là bịp, chỉ là bán thuốc dân tộc, làm chứng gian thôi.
không ạ? Tất cả cái đó mà nó nói nó còn không thở được nữa. Và vì vậy nó bán bảo hiểm, và vì vậy mà mình mới thấy rằng thì là nó mới là thực sự là cái người rút ruột. Quý vị nói chuyện rằng thì là đi qua bên Mỹ giàu có lắm, mà tự dưng là tôi thấy rằng thì là 4-5 cái người bây giờ nghĩa là ầm ầm lên, tôi vừa có tai nạn xe hơi, tôi đi cái đám cưới này, tôi sửa nhà sửa giếc thôi, mang cái thẻ chủ quyền ra cầm đi, không ạ? Thế vậy thì coi như rằng thì là nó túng quẫn tới cùng cực, không ạ? Thành ra đó, cái hồi đầu mà mình qua Mỹ, người dân mình qua Mỹ với người dân với gì đó nói chuyện rằng thì là gửi cho tôi mấy ngàn mấy lại gì đó, tôi thấy là hoàn toàn là Việt Nam ta nhìn nước Mỹ sai. Gửi toàn là mấy ngàn, gửi 100 thì nó coi như là nó coi như là đồ bỏ không. Thân phận mình thì mình biết cái đó, nhưng mà Việt Nam nó ảo tưởng. Và Việt Nam nó là gì? Việt Nam nó là mình trước khi đi Mỹ mình ảo tưởng cái đó. Tôi còn nhớ có những cái thơ mà bên nhà ở bên Việt Nam, một cô con gái gửi cho bố bên này, nói bố ơi gửi cho con 1.500 đồng để con làm như là sinh nhật sắp tới. Mà thằng cha nó bên này đi làm mà còng cái lưng ra, mà bưng một cái thùng bưng không nổi, muốn chúa nhủi chúa lái. Mà cái cô con gái thì mình đó, bố ơi sắp tới bảo hiểm sắp tới ngày sinh nhật của con với mẹ rồi, bố gửi cho 1.000 đồng đi để bên đây làm chứ sinh nhật cho thoải mái. Thưa thành ra tôi chuyến trước không biết là tôi có nói, hãy chỉ cho tôi xem rằng tất cả những các cái hang cùng ngõ hẻm ở bên nước Mỹ này, nhất là cái bôn xa này đó, tất cả những Bắc Kinh đến đâu cũng thấy có những người điên. Đến đâu cũng có mà người điên cách này cách khác. Tôi nhìn thấy có cả những cái quý vị nghĩa là chức sắc Việt Nam Cộng Hòa, đúng, trông nghĩa là quần áo có vẻ nghiêm chỉnh lắm, và tôi trông thấy là bộ mặt của những người này là như vậy. Thế nhưng mà cuối cùng thì tới giờ này, nó tới cái nước Mỹ mà nó thực tế quá đến nỗi mà mình không còn là mình nữa. Do đó mà tôi nghĩ rằng cái chuyện đi Mỹ là một chuyện nhầm lẫn. Từ thuyền nhân, từ ODP. ODP đó, thuyền nhân ra đi có trật tự, cho tới rằng thì HO vân vân. Đi ra để làm gì? Tôi nhớ tới cái bài hát, cái bài hát của một cái nhạc sĩ, cái gì ông Ngân đó, Nhật Ngân. Nhật Ngân. Nếu tôi có được phép thần thông thì tôi sẽ dẫn anh về Sài Gòn năm xưa, hoa lệ mấy gì đó. Rồi thì là lại còn nhà văn Dương Thu Hương đi vào đến Sài Gòn, vừa mới tới Sài Gòn thôi là ngồi phệt xuống vỉa hè, nói rằng thì là trời ơi, sách vở của nó nhiều như thế này, tôi không ngờ rằng thì là nó có một nền tự do. Nhưng mà bà đã đọc gì đâu, cái loại nặc nô đó, cái loại nặc nô đó là thành ra đó, ra đây thì nghĩa là coi như rằng thì là một trong những các cái người mà một trong những cái phụ nữ đi bê, chị này ở Việt Nam đã được chọn để mà lên trong cái hội văn nhà văn Việt Nam, là chị này đã được mời lên để mà thuyết trình, coi như là một bộ mặt sáng giá. Thế nhưng mà vào trong Nam thì chị ấy nghĩa là nhìn thấy mấy đống sách đó thì ngút ngàn đấy, mà trong đáy lòng của chị ấy thì nó lại là vấn đề khác. Hôm vừa rồi tôi thấy đài phát thanh nó mới nói Đinh Quang Anh Thái mới là được đi qua Pháp hay là đi qua đâu đó phỏng vấn chị Dương Thu Hương, thì nghĩa là nói rằng thì là chị ấy nói những cái câu bợm trợ trận lắm. Chị nói chuyện rằng
cái thằng bộ trưởng bộ nội vụ, cái thằng tên là Ngộ đó, cái mặt nó giống như cái lồn trâu mới đẻ đó, chính thằng này nó tường thuật lại. Mà có biết gì đâu, tức là hồi đó ông bác sĩ, một trong cái hồi Việt Nam đó, ông bác sĩ Tâm đó, Bùi Duy Tâm đó. Bùi Duy Tâm đó, trong sân hồi đấy. Thì ông ấy, mấy người, ví dụ Đoàn Văn Toại thì đi về, một người nào thì đi về lấy những các cái bộ mặt chống đối ở Việt Nam. Thế thì cái ông bác sĩ Bùi Duy Tâm đó thì cũng đi về, thay vì đi về cái ghét đó thì là giao dịch với bà này. Hai anh chị cũng là đi ra bãi tắm rồi cơ mà. Cũng có. Vâng. Hai đến với bà Dương Chư Hương. Vâng, hai anh chị đi ra bãi tắm rồi. Thì tất nhiên là những các cái người như bác sĩ Tâm với gì đó thì Cộng sản nó đi theo dõi. Thế thì nó thấy anh chị cứ có vẻ mùi mắm quá. Và nó kiếm chuyện với lại bác sĩ Tâm. Thành ra chị ấy mất cái mối tình đó. Cho nên mà tuổi chị cũng đã là cao rồi, đây là mối tình cuối đời, thành ra chị dùng những cái câu bợm chậm quá, cái mặt của cái thằng đó nó giống như cái đó. Thành ra đấy cũng làm những các cái phẫn nộ đáng tiếc đó. Và cái phẫn nộ đó mấy ông những kinh tế gia đó thì nói là cái dâm của nhà nước Việt Nam. Phải không ạ? Này, có nhớ không ạ? Có nhớ không là Chu Tử đó, một trong những nhà báo lớn của Sài Gòn, mà đàn anh của những các cái thứ, đàn anh của mấy cái người Việt, cái người làm báo ở đây này, thì ông ấy viết ba cuốn Tiền, Yêu, Tình cái gì đó, và trong ấy có một cái... trong ấy nó có một cái chi tiết hay lắm, tức là cái thằng du kích nó đi theo chị ấy, cái thằng du kích không biết là nó dẫn đường dẫn điếc gì đó, thì nó nói rằng nó thèm quá chị ấy. Nó thèm gái tình ấy, nó thèm gì đó, thì chị dẫn nó vào, chị cho nó luôn. Thành ra đấy mới là cái tình anh ạ, đấy mới là cái dâm đó. Kinh tế gia à, kinh tế gia ơi. Nhân tiện bác, hai bác nói về cái vấn đề đó, ở đây cái chuyện mới xảy ra đây là cái chuyện cái hàng xóm tôi này kể chuyện bà mẹ mất ở Việt Nam, bây giờ hai vợ chồng về, thì ở Việt Nam báo cho biết gửi gấp 10.000 đô la về để làm cái tang lễ ma chay đó, trong suốt một tháng luôn, làm tiệc trong suốt một tháng. Thì bà vợ nó chị nói này, bây giờ bác thấy thằng tụi cháu ở đây chạy vắt đầu lên cổ, cứ tưởng là đi qua Mỹ là giàu lắm, là sướng lắm, mà bây giờ nó tự nhiên khi không làm 10.000, làm cái gì mà tới 10.000. Ba chay thì bây giờ chỉ có cái là làm cái 3 ngày là tối đa, xong rồi là đi chôn rồi, mà tại sao phải làm tới một tháng. Thì bảo là hỏi là mời tất cả các ủy ban nhân dân mời đến kia, có ai bắt đâu. Thế rồi hai vợ chồng đi có một tuần này, thì tôi hỏi rằng nhân tiện đi về Việt Nam sao không đi cho nó lâu lâu, đi có một tuần, đằng nào vé máy bay nó cũng chỉ tính chừng đó thôi. Và dạ không, tại vì còn phải đi làm, nếu mà mất thêm một tuần nữa là mất hết cả cái là cả mấy ngàn cái tiền làm việc. Thành ra bởi vậy cứ tưởng là đi Mỹ là sướng. Cái trường hợp thứ hai, ông Quách Ngọc Lâm, ông Chủ tịch Lục Chiến, là hội trưởng hội Chủ tịch Lục Chiến ở đây, đón bà cụ qua đây, bà cụ qua ở được mấy tháng, cấp đây hết rồi đấy, bảo hiểm y tế đầy đủ hết này kia trợ cấp này kia, bà đòi đi về, lại nhớ mấy đứa ở Việt Nam. Và thứ hai nữa, ở đây nó con nó ở đây, nó về cái thì bà bảo chán quá, chiều nó đi học sáng thì không gặp, chiều nó đi học về đó thì nó trưa nó đi học về cái nó vào chào nó good afternoon,
bà. Được, nói được cái chữ bà là giỏi rồi, còn ngoài ra nó không nói gì hết. Nó nói chuyện với bố mẹ nó, nói cái con tóc trắng. Tóc bạc cái này nó bảo con tóc trắng. Bà bảo nó buồn lắm. Tại như bà đòi đi về. Cái chuyện có thật đấy, tôi nói chuyện đúng với anh quanh Ngọc Lâm. Bộ chạy bao nhiêu tiền chạy trọt đưa bà qua đây, bây giờ lại phải mua vé bay cho bà đi về Việt Nam. Đấy. Thì